vợ chồng Mỹ Linh ăn Fudu Tu Singapore khi xem show Taylor Swift. Đỗ Mỹ Linh và chồng, doanh nhân Đỗ Vinh Quang, ghé nhà hàng được Michelin khen ngợi trong chuyến đi Singapore xem show Taylor Swift. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sang Singapore xem đêm diễn đầu tiên trong chuỗi concert Taylor Swift diễn ra 6 ngày ở đảo quốc Sư Tử. Cô cho biết đây là lần đầu đi Du Idol, choáng ngợp trước độ hoành tráng của show và khả năng trình diễn 3 tiếng không nghỉ của nữ hoàng nhạc đồng quê. Người đẹp đi cùng ông xã sang trước đêm diễn vài ngày để tranh thủ shopping, khám phá ẩm thực và dành cho nhau khoảng thời gian riêng tư hâm nóng tình cảm. Hai vợ chồng đặt bàn tại nhà hàng Black Cow trên đường Biết Trâu, được bình chọn là một trong những nhà hàng sườn nướng Wagyu ngon nhất ở Singapore. Mỹ Linh gọi hầu hết những món nổi bật nhất của nhà hàng. Nhà hàng được biết đến với các nguyên liệu chất lượng cao và bầu không khí sang trọng. Thực đơn của Black Cow bao gồm nhiều loại sườn nướng Wagyu, chủ yếu là loại thịt bò A5 hảo hạng nhất trên thang đánh giá chất lượng. Thịt bò được chế biến cùng với trứng cá hồi, nhum biển và nấm truffle, loại nấm được ví như kim cương đen vì độ đắt đỏ và bổ dưỡng. Sáng hôm sau, vợ chồng hoa hậu xếp hàng từ sớm để thưởng thức món mì hiu street tai hoa bóc nút đồ nằm ở khu phố ẩm thực Crawford Lane. Nhà hàng nổi tiếng với món mì hoành thánh bắc cho me được gắn một sao Michelin nhiều năm liền từ năm 2016. Nhà hàng cũng là một trong hai cơ sở đồ ăn đường phố trên thế giới có vinh dự này. Thực khách luôn phải xếp hàng dài vào giờ cao điểm. Quán nghỉ ngày thứ hai, từ thứ ba tới chủ nhật chỉ bán từ 9 giờ tới 18 giờ. Nhà hàng này do ông Tang Chay Sen, hay còn được gọi là A Sen, điều hành. Ông đã bán món mì hoành thánh bắc cho me từ những năm 1930. Sau đó truyền lại cho con trai. Món ăn được yêu thích bởi hương vị đậm đà và nguyên liệu tươi ngon. Nước dùng được ninh từ xương heo, mực và nấm, ăn kèm những viên hoành thánh, sợi mì dai ngon, cùng nước sốt và giấm đen. Tuy nhiên, Mỹ Linh cho biết món này không hợp khẩu vị vợ chồng cô. Để giải khát, hai người ghé mua trà sữa trong trung tâm thương mại ở Marina Bay. Trong khi Mỹ Linh chọn một ly trà trái cây có kem chi, chồng cô chọn trà sữa trân châu. Trà sữa ở đây được pha chế từ trà sữa nguyên kem béo ngậy và lớp phô mai mặn mịn. Một số loại trà trái cây nổi tiếng là trà nho, xoài bưởi, dâu tây đào. Thương hiệu trà sữa này khá nổi tiếng ở châu Á. Xuất xứ từ Trung Quốc, mở chi nhánh đầu tiên tại Singapore vào năm 2019 và nhanh chóng mở rộng 10 cơ sở, trong đó có khu Orchard và Marina Bay, hai tụ điểm mua sắm lớn nhất quốc gia này.